Văn xin kính chào quý nhà đầu tư đã đến với kênh của Văn. Thì hiện tại thì Văn đang đứng trên một cái sân thượng của một tòa nhà tại khu đô thị VCN Phước Hải, thành phố Nha Trang. Thì đây là cái khung cảnh xung quanh nè. Mình thấy được hai cái tòa nhà, hai cái chung cư nè, các cái chung cư của VCN và các biệt thự bự ở trong cái khu đô thị này. Và trước mặt là một cái biệt thự rất khá là bự luôn. Và từ vị trí này thì tầm 60 mét thì mình sẽ thấy được cái đó, đây là cái đường vành đai 2 và sông quán trường phía trước mặt mình, và phía bên kia sông đó là khu đô thị Mỹ Gia. Thì tại khu vực này thì Văn sẽ giới thiệu đến quý nhà đầu tư thêm một sản phẩm nữa. Thì đây là cái sân thượng của một nhà cấp 3 tại con đường này nè, con đường trước mặt đây nè. Đây là con đường Bùi Phùng. Đây, Bùi Phùng. Lúc trước đây là con đường B1 của khu đô thị VCM, thì sau này đổi tên thành Bùi Phùng. Thì Đà Văn thì đang đứng ở trên cái sân thượng của cái nhà này. Đấy, phía sau nhà sẽ nhìn ra được cầu Phong Châu nè. Đó. Đó, cái cầu Phong Châu nè. Đấy. Cái đường vành đai 2 ở dưới cầu đây. Đó, thì bây giờ bạn sẽ đi xuống để cho quý nhà đầu tư thấy tổng qua quan về ngôi nhà này. Bạn sẽ đi từ từ, cái cầu thang ở đây hơi cao nên mọi người thông cảm. Đây, ở đây thì thiết kế một phần nông bộ, thì Văn nghĩ đây chắc là sẽ thiết kế cái không gian này để bàn trà uống nước ngắm cảnh xung quanh nè, thấy không? Văn sẽ đi vô. Thì nhà này sẽ gồm một trệt hai tầng và một sân thượng. Đây, đây là tầng thứ hai nè. Trong này thì có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh bên trong. Đây. Phòng vệ sinh và phòng tắm bên trong. Về cái không gian trước này thì tùy mình bố trí theo sở thích của mình. Thì bây giờ Văn sẽ đi xuống. Đây là tầng 1. Bên này sẽ có một cái phòng. Cửa sổ thì cũng nhìn qua cầu Phong Châu. Này. Phòng này thì hơi nhỏ. Và bên này thì tầng này thì có một phòng vệ sinh chung ở đây. Một phòng vệ sinh chung ở đây và một phòng trang bị máy lạnh. Và ban công thì sẽ nhìn về đường Bùi Phùng. Đó. Nhà khá là mới, tại vì chủ chợ đang cho thuê và đang có nhu cầu muốn bán. Con xin nhắc lại tổng diện tích là 82,5 mét vuông, ngang 5 mét rưỡi. Hiện tại là gồm một trệt hai tầng và một sân thượng. Đây, cái không gian rộng mình có thể làm văn phòng nè, khu vực bếp. Đây, giờ Văn đi ra cái mặt đường chứ, Bùi Phùng. Đây. Đây, tầm 60 mét là mình đi ra được cái con đường vành đai 2. Hồi nãy Văn đứng quay trình cho quý nhà đầu tư thấy rõ rồi đó. Và mình đi ra từ vị trí này, nếu di chuyển ra đường Tố Hữu thì tầm 500 mét. Và di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang thì tầm 2 cây rưỡi. Một cái vị trí khá là đắc địa, rất thích hợp để mình làm, mình ở hoặc là kinh doanh tại cái khu vực này. Đây, con sẽ quay cái lại tổng quát nè. Và hiện tại giá của chủ đưa ra là 7 tỷ 8. Quý nhà đầu tư muốn sở hữu ngay cái ngôi nhà này thì xin liên hệ với Văn. Với số điện thoại là 0974 360080. Em Văn cảm ơn mọi người đã dành ít thời gian xem video này nhé. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.